Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B số sàn quý bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Toyota Vios E. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân và đã lăn bánh được hơn 8 vạn km rồi. Rất là đẹp luôn các bạn nhé, không có bị lỗi gì đâu, rất đẹp luôn. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 355 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn, vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios E 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883, để chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để mình xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Rất đẹp luôn các bạn ạ. Chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Đấy, rất mới này. Dàn lốp cũng còn rất là dày. Đấy, lăn bánh hơn 8 vạn km rồi. Đấy, mức tiêu thụ nhiên liệu này, nếu như chạy ở ngoài khu đô thị chỉ có 5 lít thôi các bạn ạ. Còn nếu trong đô thị thì lên tới 7,3 lít, nhưng nếu kết hợp thì 5,8 lít thôi. Rất là tiết kiệm nhiên liệu nhé. Nhiều người chọn những phân khúc số sàn này để chạy dịch vụ đấy ạ. Chiếc xe này cũng đã được trang bị màn hình Android camera lùi rồi. Đấy, phiên bản Toyota Vios E. Toàn bộ về cái phần ngoại thất bên ngoài rất là đẹp rồi. Bây giờ tôi cho quý vị các bạn xem về cái phần nội thất này. Toàn bộ từ keo chỉ này, tắt đi cánh cửa này đều rất đẹp này. Rất mới luôn, màn hình Android. Đây, tem của nhà sản xuất này. Chiếc xe được sản xuất năm 2019. Chủ xe cũng lắp thêm nhiều thứ đấy ạ. Lắp bi cánh cửa phía sau. Đấy, nội thất đằng sau cũng rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Cốp sau. Đấy, rất đẹp luôn này. Lốp xe cua cũng còn rất là mới. Toàn bộ vô lăng cần số tay phanh đều rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, rất đẹp luôn này. Tất cả về cái phần ngoại thất và nội thất đều rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Đấy, toàn bộ này nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Động cơ đua VVTi. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios E 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ,
hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi số 319-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.